6600 cũng như SKS 6700 thì nó mới tích hợp được cái phần Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Giao Van. Ngày hôm nay lại là một cái mẫu ghế với cái form dáng rất là quen thuộc trong cái dòng Fujitoki. Và trong clip ngày hôm nay thì Ngọc Giao Van muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái phiên bản OH5970. Thì với cái thời điểm cách đây khoảng độ 5 cho tới 6 tháng trước thì phiên bản này nó đang nằm ở cái mức phân khúc trên 30 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì như chúng ta cũng đã biết là cái giá thành của Man Nhật nó đang giảm rất là sâu. Vì vậy phiên bản OH5970 tại thời điểm này nó còn đang thuộc nằm trong cái phân khúc là trên 20 triệu đồng mà thôi. Và với phiên bản OH5970 ngày hôm nay thì về cái form dáng thiết kế của nó thì nó sẽ giống với cái form dáng thiết kế của AS960 cũng như là phiên bản AS970. Nhưng về cái năm sản xuất của nó thì nó sẽ ngang với năm sản xuất của phiên bản SKS5600. Thì để về lựa chọn được một trong những cái phiên bản nếu như mà chúng ta cần về các cái tính năng sau thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phiên bản OH5970, bởi vì đây là một trong những cái phiên bản mà Ngọc Giao Van đánh giá từ về các tính năng cho tới về cái form dáng cũng như là về cái cơ cấu trượt ngả của nó rất là phù hợp. Và với phiên bản OH5970 thì chúng ta có thể nhìn sơ qua về cái bảng điều khiển của nó được thiết kế giống như với cái bảng điều khiển của phiên bản SKS5600. Nhưng ngoài ra thì với phiên bản này nó được tích hợp thêm hai cái tấm sưởi nhiệt hồng ngoại. Thì nó cao cấp hơn so với phiên bản AS960 cũng như là AS970. Thì hai phiên bản trước đó nó chỉ có tấm sưởi ở phần tay cũng như là ở phần chân. Và với hai phiên bản nâng cấp của nó như SKS6600 cũng như SKS6700 thì nó mới tích hợp được cái phần sưởi hồng ngoại ở phía đằng sau. Nhưng về cái mức giá của hai phiên bản đó thì nó sẽ rơi vào tầm phân khúc là trên 30 triệu. Nhưng trong clip ngày hôm nay thì chúng ta chỉ bỏ ra cái mức giá là trên 20 triệu đồng mà thôi thì chúng ta sẽ nhận lại được đầy đủ các tính năng. Bên cạnh đó thì phần chân của OH5970 nó được thiết kế các cái túi khí ở phần bắp chân. Và ở phần chân của nó, tức là ở phần dưới lòng bàn chân, thì ngoài các túi khí ở phần mu bàn chân, nó sẽ kết hợp thêm phần sưởi hồng ngoại cũng như là nó sẽ có thêm cái lớp bi bấm huyệt ở giữa. Và về cái cơ cấu cũng như là về cái phương thức hoạt động của các túi khí cũng như là về bi bấm huyệt thì Ngọc Giao Van đã chia sẻ cho các bạn trong rất là nhiều cái clip trước đó rồi. Và thêm một điều nữa thì bảng điều khiển ở đây chúng ta có thể thấy đó chính là về cái form dáng thiết kế của nó khá là giống so với cái phiên bản SKS5600. Nhưng mà các bạn có thể thấy thì về cái bài đánh tự động của cái phiên bản OH5970 nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó một điều về cái mặt thẩm mỹ của những cái chiếc ghế OH5970 đó chính là nó được thiết kế thêm về cái phần lớp da 3D. Và nó sẽ tạo cho chúng ta cái hiệu ứng nhìn về cái chiếc ghế nó sẽ được bắt mắt cũng như là được sinh động hơn. Và kèm theo đó chính là các cái lớp túi khí ở phần nườn, phần vai cũng như là về phần hông. Và đây chính là cái túi khí ở phần nườn của chúng ta để có thể là massage không chỉ chuyên sâu bằng các con nan từ vị trí cổ vai gáy. Thì bên cạnh đó các túi khí các người Nhật, các kỹ sư người Nhật họ thiết kế rất là khoa học cũng như là hợp lý. Và với phiên bản OH5970 thì nó sẽ có cái hệ cơ cấu trượt ngả giống như AS960 và AS970. Vì vậy khi mà chúng ta ngả chiếc ghế ra như một chiếc giường thì cái phần tay của chúng ta nó sẽ không bị với. Cũng như là với phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là về độ mới của nó còn rất là cao, từ các phần ốp nhựa cũng như là cho tới cái phần da còn khoảng trên 90%. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình hay dành tặng cho người thân những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản, hãy liên hệ với Ngọc Giao Van qua số điện thoại 097 494 5555. Ngọc Giao Van sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cho các bạn để có thể lựa chọn được một mẫu ghế phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.